thì tội và nghiệp có nặng hơn người chưa quy y không? Cái này sư nhớ sư đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Cái người mà quy y mà phạm giới thì vẫn đi địa ngục như thường nha. Nhưng mà nó khác với cái người chưa có quy y như thế này. Tức là giữa cái người quy y và người không quy y, làm tất cả các điều thiện như nhau và làm tất cả các điều ác như nhau. Nó khác nhau ở chỗ này. Thứ nhất, người có đức tin nơi Tam Bảo, và đương nhiên khi họ đã có đức tin nơi Tam Bảo thì họ có tin về nghiệp và quả của nghiệp. Do đó khi họ làm các cái điều thiện thì cái thiện của họ là thiện hợp trí, tức là cái thiện mà có hiểu về nhân quả. Và khi họ làm ác thì cái ác đó là cái ác ly tà, bởi vì họ không có tà kiến, là cái việc này nó không đem lại quả báo. Tức là họ vẫn biết, tôi đang nói cái trường hợp lý tưởng nha, là cái người vẫn biết là cái chuyện mình uống rượu đi địa ngục, vẫn biết, nhưng mà do nhiều nguyên nhân họ vẫn uống. Thì cái ác của họ là cái ác ly tà, tức là cái ác không có tà kiến đi kèm. Thì nhờ cái chuyện mà làm thiện có chánh kiến đi kèm và làm ác không có tà kiến đi kèm, thì khi mà đi địa ngục thì cái thời gian ở địa ngục của cái người mà có chánh kiến thì nó sẽ ngắn hơn cái người không có chánh kiến nha. Rồi nếu như mà họ làm thiện thì cái thời gian hưởng cái quả thiện của cái người có chánh kiến nó sẽ lâu dài hơn cái người không có chánh kiến. Ví dụ như cái này trong kinh là với cái người mà có chánh kiến, có quy y Tam Bảo, mà khi họ làm thiện thì cái quả thiện đó có thể kéo dài nhiều kiếp trái đất. Nhưng mà với cái người mà họ không có chánh kiến, không có đức tin nơi Tam Bảo và không có chánh kiến, thì cũng cái việc thiện đó họ chỉ có được chừng sang kiếp kế tiếp là hết rồi, hoặc giỏi lắm là qua vài kiếp là hết. Tức là cái thời gian nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Một cái lợi nữa của cái người có chánh kiến và có đức tin nơi Tam Bảo đó là gì? Sau khi họ chịu hết các cái ác nghiệp ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, xin nhắc lại là họ vẫn đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha, chứ không có tránh được đâu. Nhưng mà khi họ cái kiếp nào họ sanh làm người đó, thì do họ có đức tin nơi Tam Bảo cho nên họ có cơ hội sanh vào thời kỳ có chánh pháp. Và khi họ sanh vào thời kỳ có chánh pháp thì họ rất dễ nương tựa lại với Tam Bảo. Quý vị thấy là có rất nhiều người đó, có thể khi giàu thì họ không biết nghĩ tới Phật, nhưng mà khi gặp những cái thất bại, ví dụ như làm ăn thua lỗ, chuyện buồn, chuyện gia đình, rồi chuyện nào chuyện kia, thì họ có khuynh hướng quay về nơi cửa Phật. Thì đó là một cái lợi của cái việc là tiền kiếp mình có gieo duyên với Tam Bảo ha. Còn với cái người mà không có gieo duyên với Tam Bảo, không có đức tin nơi Tam Bảo, không có chánh kiến á, thì dù cho họ có khổ đi chăng nữa, họ cũng không nghĩ đến cái chùa và họ không nghĩ đến chuyện tu ha. Ví dụ như sư thấy rất nhiều những người mà khi họ khổ quá thì họ nghĩ đến cái chuyện tự tử, chứ họ không có nghĩ đến cái chuyện là bỏ hết để mà đi tu. Đấy, cũng cái kiểu mà mất hết đó, thì họ lại chọn khuynh hướng tự tử chứ không có chọn khuynh hướng là đi tu. Thì đó là sự khác biệt.